Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Ngọc Dung, sinh viên khóa 2 của Đại học EDX. Còn đây là... Xin chào thầy cô, xin chào tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, tên mình là Bùi Tiến Thành. Hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất lớp MP khóa K2 của Đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HT16. Và bài tập ngày hôm nay là một bài tập về môn tiếng Anh của mình. Thì chúng mình sẽ có một cái đoạn hội thoại. Và mình sẽ đóng vai người phục vụ. Và Ngọc Dung sẽ đóng vai một vị khách đến ăn và hỏi giá của một số món ăn. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Good morning. Good morning. Can I have a coffee, please? Here you are. Anything else? I want noodle, pasta, pizza, tea, meal, rice, egg, chicken, pork, beef, yes, okay, 700,000 Vietnam đồng, please. Yes, okay. Thank you. Và sau đây thì chúng mình sẽ thay đổi lại vai với nhau. Tức là mình sẽ đóng vai một vị khách đến để ăn các món ăn và bạn là Dũng sẽ đóng vai một vị bồi bàn. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi video tiếp theo. Good morning. Good morning. Can I have a tea, please? Here you are. Anything else? I want eggs. I want a cup of coffee. I want chocolate. I want ice cream, bread, egg, chicken salad. 100